Tiếp tục hành trình cả nhà ơi. Tiếp tục hành trình đi vào thăm vườn chim. Tuy là dịch nhưng mà do ngày nghỉ lễ nên rất là đông cả nhà. Nói chung là đẹp cả nhà, rất đẹp. Đẹp mà. Chỗ đây mới là chỗ đẹp này. Rất đẹp. Ở đây thì nó đa dạng cả nhà. Theo biển này, biệt vườn orchid đảo hoa, bến thuyền vườn chim, cây chuối vườn tình và trẻ trái. Trời ơi. Đấy chỗ này mà. Đây là đường đến thăm vườn chim với nhà nhá. Trên đường là có các cái nhà dân tộc, các cái cây tiểu cảnh rất là xinh. Đẹp lắm cả nhà ơi. Bác nào mà chưa có cơ hội thì xin mời về Tam Cốc Bích Động ở Ninh Bình về cùng cả nhà này. Rất là mát, trời nắng nhưng mà được cái là tuy là ngày nghỉ dịch nhưng mà rất là được đông đảo là cả nhà đi du lịch trong ngày nghỉ lễ. Cả nhà mời cả nhà thăm cái vườn hoa này mà có cái cô hoa nó đang đỏ. Đây cả nhà, đây là cái thuyền mình hoa không. Cô gái này thì luôn luôn cứ ở trên đây thôi cả nhà cùng ngắm.
cô gái cứ ngồi đây và cười thôi. Đây cả nhà cùng ngắm đây. Thank you. Thôi cũng làm đúng nhỉ. Không có đúng mà không tôi chụp cho một kiểu mà. Đây gọi là thuyền hoa ngay cả nhà. Nằm ôm thuyền hoa chứ. Để cái phong cảnh ở đây thì được thiết kế rất gì là bài bản mà đẹp cả nhà. Nó xu thế theo cái kiểu là phong cách của thiên nhiên. Đa số là chỉ có thêm. Đây là lũy tre làng cả nhà. Và đây là những vườn hoa cả nhà ơi. Xa xa kia là có những cái phong cảnh. Đây cả nhà. Hồi tí này có cơ hội thì em sẽ qua. Và đây là một vườn hoa hồng đấy cả nhà này. Đây là một vườn hoa hồng. Xa xa kia là cây đa. Gọi là như ở Việt Nam mình là cây đa bến nước sân đình. Ở đây là đủ yếu tố. Dựa theo cái người Việt Nam mình là cứ phải có cây đa bến nước sân đình, lòng sông, bến đò. Đó là những cái đặc trưng của người Việt Nam. Kính mời cả nhà đến với khu du lịch. Ồn quá cả nhà. Tam Cốc Bích Động nha, ở Ninh Bình. Cây đa này chắc là cũng lâu lắm rồi cả nhà, to lắm. Và cô này, cô nó hay trông cái cây đa. Quý ơi, từ từ đi theo đoàn nào. Và đây là đang tập trung để ra bến đò để ra thăm vườn chim cả nhà. Phải đi theo đường rích rắc này cả nhà này để phân luồng cho đỡ ách tắc giao thông, ách tắc đường đi bộ. Không bỏ tay ra bên ngoài bạn thuyền để áo phao đúng giờ khi đi thuyền trở về. Xin chào, cảm ơn quý khách, kính chúc quý khách có một chuyến đi tuyệt vời tại khu du lịch sinh thái Thung Nham. Đây là Thung Nham ở nhà nhé. Ai kia xong đang chiều lớp mình chúc à? À đúng rồi. Anh đang đâu ấy, mọi người đang xếp hàng ở đây rồi này. Đang ở dưới bến lớp thuyền đây này. Anh đi cùng em đi nhanh lên, còn có thấy mà anh với chúng mình với lại mày chị đây à? Yên yên ạ. Cái cô này cô nó thăm cây mà cô ơi. Rồi mọi người ơi, ai mặc áo phao di chuyển lên thuyền của em đi ạ. Anh ơi, ba người mặc áo phao rồi di chuyển lên thuyền của em đi ạ. Mọi người mặc áo phao di chuyển lên thuyền trên của em đi ạ.
không bỏ tay ra bên ngoài bãi thuyền để áp phao để trở về bến. Trân trọng cảm ơn quý vị, chúc quý khách có một kỳ nghỉ tuyệt vời tại khu du lịch sinh thái Thung Nha. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn chương trình tham quan tại khu du lịch sinh thái Thung Nha Bình Bình. Điểm tham quan hiện tại của quý khách là 19 PM. Đây là đang được lên thăm vườn chim ở Thung Nham Ninh Bình. Di chuyển qua cổng cửa sân bay và mặc áo phao đầy đủ trước khi xuống thuyền. Sắp xếp theo thứ tự và theo sự điều hành của nhân viên khu du lịch. Không chen lấn, xô đẩy khi lên và xuống thuyền. Không bỏ tay ra bên ngoài bãi thuyền. Để áo phao đúng nơi quy định để trở về bến. Trân trọng cảm ơn quý khách. Kính chúc quý khách có một kỳ nghỉ tuyệt vời tại khu du lịch sinh thái Thung Nham. Mọi người ơi, để ai mặc áo phao làm ơn di chuyển lên trên để giúp các bạn không ngồi những thuyền dưới này đâu ạ. Di chuyển lên trên này nhé. Ai mặc áo phao di chuyển lên trên này giúp em nào. Để đảm bảo an toàn hành trình khám phá vượt trình bằng thuyền. Áo phao di chuyển hết lên đây giúp em nào. Tập mặc áo phao đầy đủ. Anh chị ơi, anh chị mặc áo phao di chuyển hết lên đây giúp em nào. Và bây giờ đến chương trình mặc áo phao của nhà nhé. Em xin tạm dừng ở đây. Cầm đưa cho mẹ. Em xin phép dừng để mặc áo phao nhá.